Chúng tôi hoặc tôi đã được sinh ra là để thi hành cái mục đích chính thức của Chúa Cha là để xét xử tất cả những cái bọn ngoại tộc kia, những cái bọn ngoại tộc tội lỗi kia và cho những ai trong sắc tộc của chúng ta mà tham gia những cái tội lỗi của bọn họ, đúng không?